chào các bạn, tôi là Trần Đức Phát, chủ nhiệm công tác tư vấn thiết kế công ty Fisa Việt Nam. Fisa Việt Nam là một đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy với các dự án đa dạng về hình thức đầu tư cũng như là nguồn vốn, quy mô dự án. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi thắc mắc của các bạn liên quan đến thủ tục thẩm duyệt phòng cháy cháy và những câu hỏi liên quan đến quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy cháy nói chung. Thì để trả lời những cái vướng mắc và của các bạn như trên cũng như để cho quý vị các bạn có những cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề này thì chúng tôi sẽ thực hiện một số video để giải đáp những cái vấn đề như trên. Thì chúng ta sẽ đi luôn vào video tuần này. Câu hỏi đầu tiên, thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy cháy đối với một dự án công trình gồm những thủ tục nào? Câu hỏi thứ hai, dự án công trình đã được thẩm duyệt và cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy cháy, trong quá trình triển khai thi công, chủ đầu tư có thay đổi thiết kế một phần của dự án công trình thì có phải thẩm duyệt và cấp lại giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy hay không? Câu hỏi thứ ba, công ty tôi trước đây có chuẩn bị các tài liệu liên quan đến thẩm duyệt về thiết kế phòng cháy chữa cháy và đã được Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ phê duyệt và ra quyết định thẩm duyệt về thiết kế phòng cháy chữa cháy. Trong quá trình lưu trữ tài liệu đã bị thất lạc bản vẽ thẩm duyệt có đóng dấu của cơ quan thẩm duyệt phòng cháy cháy. Vì vậy tôi muốn xin cấp lại hoặc được Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ xin cấp cho bản công chứng có được không và thủ tục xin cấp lại như thế nào? Với câu hỏi này thì chúng tôi xin được trả lời như sau. Thì với các cái dự án đầu tư xây dựng hiện nay với từng theo quy mô dự án cũng như là hình thức đầu tư xây dựng thì thường được chia thành những loại chính như sau. Thứ nhất là đối với những dự án thiết kế một bước hoặc là chỉ triển khai báo cáo kỹ thuật thì Cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ tiến hành thẩm duyệt luôn cái thiết kế của dự án một bước. Đối với cái dự án thiết kế hai bước, ba bước thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ tiến hành góp ý thiết kế cơ sở đối với giai đoạn thiết kế cơ sở và thẩm duyệt phòng cháy cháy đối với giai đoạn thiết kế kỹ thuật hoặc kỹ thuật thi công. Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy còn tiến hành thẩm duyệt phòng cháy cháy đối với đồ án quy xây dựng, phương tiện giao thông cơ giới có liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy. Thì để chi tiết các vấn đề này, các bạn có thể tham khảo theo điều 13 nghị định 136 2020. Tiếp theo về trình tự nộp hồ sơ cũng như các thủ tục liên quan đến vấn đề thẩm duyệt phòng cháy cháy thì các bạn có thể thực hiện theo các cái quy trình như sau. Về mặt hồ sơ thì chúng tôi chia làm hai loại, thứ nhất là hồ sơ pháp lý và thứ hai là hồ sơ bản vẽ thiết kế. Thì về hồ sơ pháp lý, chủ tư cần chuẩn bị thứ nhất là văn bản đề nghị thẩm duyệt phòng cháy cháy tùy theo giai đoạn. Thì cái này các bạn có thể tham khảo theo cái mẫu PC06 trong nghị định 136/2020. Thứ hai là chủ tư cần chuẩn bị những cái văn bản, nếu mà dự án đầu tư công thì phải có văn bản phê duyệt dự án hoặc phê duyệt chủ đầu tư tùy theo giai đoạn của dự án. Với các dự án tư nhân thì chủ đầu tư cần phải chứng minh được cái nguồn vốn đầu tư hoặc là chứng minh quyền sử dụng đất đã được cơ quan chức năng phê duyệt, có thể là những cái giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán hoặc là quyết định phê duyệt đầu tư. Đấy. Thứ tư thì đơn vị tư vấn thiết kế phòng cháy cháy của chủ tư phải có giấy phép được cấp kinh doanh phòng cháy cháy, trong đó giấy phép phải ghi rõ ngành nghề được hoạt động là ngành nghề tư vấn thiết kế phòng cháy cháy. Ngoài ra, đối với dự án thiết kế hai bước thì chủ tư cần phải chuẩn bị cả văn bản góp ý giai đoạn thiết kế cơ sở về phòng cháy cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy đã được duyệt trong giai đoạn trước. Đối với dự án cải tạo, điều chỉnh thêm một phần hoặc toàn bộ dự án mà đã được thẩm duyệt trong giai đoạn trước thì chủ tư cần phải chuẩn bị trình tự hồ sơ cơ bản giống như bên trên. Tuy nhiên là cần phải chuẩn bị thêm cái hồ sơ thẩm duyệt cũ của dự án gồm một giấy chứng nhận thẩm duyệt cũ và bản vẽ thẩm duyệt những cái hạng mục mà mình liên quan đến giai đoạn điều chỉnh này. Tiếp theo là về lĩnh vực thứ hai là hồ sơ thiết kế dự án. Thì chủ đầu tư cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm có hồ sơ thiết kế và thuyết minh hệ thống phòng cháy cháy, hệ thống kiến trúc, kết cấu và cơ điện liên quan. Thì ở đây thì các bạn phải hiểu rõ là cảnh sát phòng cháy cháy phê duyệt thẩm duyệt dự án thì không phải chỉ thẩm duyệt thiết kế phòng cháy cháy của dự án mà phải thẩm duyệt tất cả những cái hạng mục kiến trúc, kết cấu, cơ điện mà liên quan đến cái vấn đề ngăn cháy lan, an toàn cháy, cứu hộ cứu nạn cũng như là khả năng tiếp cận khi có cháy của dự án. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì chủ đầu tư hoặc đơn vị được chủ tư ủy quyền sẽ nộp hồ sơ tại thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ của PC07 công an tỉnh
hoặc là cục cảnh sát phòng cháy cháy và cứu hộ cứu nạn tùy theo cái quy mô dự án được phân cấp. Sau khi nộp hồ sơ thiết kế phòng cháy cháy và thủ tục hành chính thì cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy sẽ tiến hành xem xét hồ sơ và trả lời theo cái thời gian hạn định như sau. Nhất là về đối với cái hồ sơ thiết kế cơ sở hoặc đồ án quy hoạch thì thời gian trả lời không quá 10 ngày. Với cái đồ án thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế mặt bằng thi công, tức là giai đoạn thẩm duyệt dự án, thì cơ quan cảnh sát phòng cháy sẽ trả lời trong cái thời gian quy định là không quá 15 ngày. Kết thúc cái thời gian nêu trên thì nếu mà hồ sơ đạt thì cơ quan cảnh sát phòng cháy sẽ trả lời, thứ nhất là đối với giai đoạn hồ sơ thiết kế cơ sở, cơ quan cảnh sát phòng cháy sẽ trả lời bằng văn bản góp ý về phòng cháy cháy đối với giai đoạn hồ sơ thiết kế cơ sở hoặc là thiết kế đồ án quy hoạch. Đối với cái hồ sơ thiết kế thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì cơ quan cảnh sát phòng cháy sẽ trả lời bằng văn bản chứng nhận thẩm duyệt và cái hồ sơ thiết kế đã được dấu thẩm duyệt theo quy định. Trường hợp hồ sơ có những cái vấn đề mà chưa đạt yêu cầu về thẩm duyệt phòng cháy cháy thì cơ quan cảnh sát phòng cháy sẽ trả lời bằng cái văn bản góp ý đề nghị chỉnh sửa hồ sơ và sẽ hướng dẫn cho chủ tư phương án chỉnh sửa cho phù hợp theo quy định. Trên đây là câu trả lời của chúng tôi về câu hỏi liên quan đến thủ tục thẩm duyệt thiết kế phòng cháy cháy. Để có thể chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo theo điều 13 đến điều 36/2020 NĐ-CP để có những cái đối chiếu cụ thể với dự án của các bạn. Với câu hỏi trên thì chúng tôi sẽ phép được trả lời như sau. Đối với các dự án đã được thẩm duyệt về phòng cháy cháy, tuy nhiên trong quá trình đầu tư xây dựng, chủ tư có thay đổi một phần của dự án và các hạng mục các thay đổi đó liên quan đến hạng mục an toàn về phòng cháy cháy được liệt kê sau đây thì sẽ phải thẩm duyệt điều chỉnh lại hệ thống phòng cháy cháy. Thứ nhất là đường giao thông cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn phòng cháy cháy đối với công trình xung quanh. Thứ hai là hệ thống cấp nước chữa cháy, bậc chữa lửa của công trình và hạn nguy hiểm cháy cũng như là công năng bố trí công năng của công trình. Thứ ba là giải pháp ngăn cháy lan, chống cháy lan cho công trình. Thứ tư là giải pháp chống tụ khói, hệ thống báo cháy chữa cháy, hệ thống chiếu sáng sự cố cho dự án. Thứ năm là giải pháp cứu nạn, thoát nạn và hỗ trợ cứu nạn cho công trình. Thứ sáu là giải pháp chống sét, giải pháp chống tĩnh điện, giải pháp cấp điện cho dự án và các hệ thống kỹ thuật liên quan đến hệ thống phòng cháy cháy. Vì vậy, nếu mà dự án của bạn có những cái điều chỉnh thuộc phạm vi những cái nội dung kể trên thì các bạn sẽ phải thẩm duyệt lại phòng cháy cháy theo đúng quy định. Nếu các bạn có những thắc mắc cụ thể cho dự án thì các bạn có thể gửi email đính kèm file hồ sơ thì chúng tôi sẽ căn cứ vào đó có những câu trả lời sát với dự án cụ thể của các bạn hơn. Xin cảm ơn. Với câu hỏi này thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều và đây là một cái thắc mắc chung của rất nhiều chủ đầu tư, thì cũng bởi vì trong quá trình đầu tư dự án có xảy ra rất nhiều trường hợp là làm thất lạc hồ sơ dẫn đến khó khăn trong quá trình phê duyệt hoặc là xử lý các thủ tục về sau này. Để giải đáp cái thắc mắc trên thì chúng tôi xin trả lời như sau. Nhất là các bạn hoàn toàn có thể xin cấp lại văn bản thẩm duyệt cũng như là hồ sơ thẩm duyệt cũ của bạn mà đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt, kể cả trong trường hợp các bạn đang bị thất lạc hồ sơ. Thứ hai là về cái trình tự xin cấp lại thì các bạn phải chuẩn bị một công văn trong đấy ghi đầy đủ thông tin dự án, nộp tại cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy đã thẩm duyệt cái dự án cho các bạn ở giai đoạn trước. Thì về cái mẫu công văn này thì các bạn có thể tham khảo trong phụ lục 9 của nghị định 136/2020 NĐ-CP, và các bạn nộp hồ sơ thì cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy sẽ tiếp nhận và đối chiếu lại cái hồ sơ so với hồ sơ của các bạn, sau đó sẽ đưa ra những cái hướng dẫn và trả lời cũng như là cái hoàn thiện cái thủ tục cấp lại của các bạn. Trên đây là những cái giải đáp thắc mắc về ba câu hỏi mà chúng tôi nhận được trong thời gian vừa qua. Thì nếu mà các bạn có những cái vướng mắc, những câu hỏi mà cần được giải đáp thì các bạn có thể để lại thông tin và để lại câu hỏi cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tổng hợp và liên hệ lại sẽ trả lời các bạn một cách chú đáo nhất. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.